Hello, xin chào quý vị và các anh em. Ở những video trước, tôi đã chia sẻ cùng quý vị tạo cái ví mềm Sapan trên điện thoại smartphone. Rồi, thì video này tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị cách để chuyển đổi Matic từ cái mạng Polygon sang Matic BEP20. Và ở đây tôi thao tác trên cái ví Sapan. Quý vị sử dụng điện thoại smartphone, quý vị có thể tải ví Sapan từ CH Play hoặc là App Store. Và quý vị ai chưa biết cài đặt cái ví thì quý vị có thể tìm những video trước mà tôi đã chia sẻ. Ok, thì đây là cái giao diện ví Sapan mà tôi đã cài đặt xong. Đó, thì cái ví Sapan là một cái ví của sàn Binance. Nó có cả phiên bản phần cứng cũng như là phần mềm. Đó. Quý vị để ý đến cái thanh menu ở phía bên dưới này, nó có cái 2 mũi tên thì quý vị hãy chọn vào. Ok, thì đây là cái giao diện quý vị có thể chuyển đổi từ rất nhiều các mạng lưới trên cái ví Sapan này. Rồi, tôi sẽ quay lại cái màn hình của cái ví chính. Trước hết, quý vị hãy trường hợp quý vị chưa có Matic ở đây, quý vị có thể bật nó lên bằng cách thêm nó vào và chọn bật lên này. Đó. Hoặc quý vị có thể tìm kiếm là Matic Polygon và Matic BEP20 này. Ok chưa? Rồi, tôi sẽ vào cái chuyển đổi. Quý vị sẽ thấy ở đây có cái Matic này. Quý vị hãy chọn luôn là Matic. Thì quý vị có thể chuyển Matic từ cái mạng lưới Polygon sang cái mạng lưới BEP2 này. BEP2. Rồi là Matic từ cái mạng lưới Polygon sang cái mạng lưới BEP20. Đó. Và Matic từ cái mạng lưới BEP20 sang cái mạng lưới BEP2. Ok chưa? Đó, ví dụ tôi sẽ chọn cái Matic Polygon sang BEP20. Thì đây là hai cái mạng lưới hỗ trợ DeFi cũng như là rất thông dụng. Đó, thì quý vị sẽ thấy Matic Polygon ở trên và cái Matic BEP20 ở phía dưới. Đó. Quý vị muốn đảo ngược lại thì quý vị chọn cái mũi tên. Trong trường hợp để như này là chuyển từ Matic BEP20 sang cái Matic Polygon. Ok chưa? Rồi, ở cái phần thứ nhất, quý vị hãy nhập cái số lượng mà quý vị muốn chuyển đổi. Đó, hoặc quý vị có thể chọn tối thiểu 50% hoặc là 100%. Ok. Sau khi chuyển đổi xong, quý vị chỉ việc bấm tiếp theo và xác nhận trên ví một lần nữa. Và quý vị có thể chờ khoảng độ 10 phút. Đó. Thì đây là một cái ví Sapan có rất nhiều các tính năng. Quý vị ngoài ra quý vị có thể chuyển đổi từ các mạng lưới ERC, TRC, BEP2, BEP20 rất chi là thuận tiện và an toàn. Rồi, và đến đây thì tôi xin kết thúc video này.